Và vọng vừa cập bến ở một em đồng hồ Rolex số nổi vàng, máy móc zin, thùng đẹp, mặt số đẹp, giới thiệu luôn cho các bác nhé. Đầu tiên về thiết kế thùng vân nu, đây là một mẫu thùng vân nu đối xứng ở trong cái tình trạng em nhận xét nó còn đẹp trên 95-96%, có một chút cái vết tích nhỏ của thời gian trong quá trình vận chuyển nhưng mà không đáng kể. Nếu mà nhận xét về thiết kế của cái bên ngoài thì đây là một chiếc Rolex đẹp tổng thể trên 95-96% về thiết kế thùng các bác nhé. Rồi, kính trên là một phần kính cong mo tạo độ sâu cho phần mặt số quay chảo ở bên trong, một phần kính rất là cầu kỳ trong khâu thiết kế các bác nhé. Vỡ thì gần như là không có đồ để thay thế đấy, nhưng chiếc này còn giữ được nguyên kính zin các bác nhé, kính cong. Rồi, bên dưới chúng ta sẽ có một cái phần kính họa tiết hoa văn đây, viền ngoài trắng gương, viền trong họa tiết hoa văn vàng kết hợp cùng với mặt số nổi vàng và nắp vàng. Rồi, và bên trong các bác nhìn nhá, đấy các bác nhìn này, cánh thùng này đấy, nẹp này chưa cậy tháo luôn nhá, zin nét luôn, giấy tờ còn nguyên này các bác này. Rồi, về đến cái phần mặt số nổi vàng thì đây là một cái bộ mặt số em nhận xét là trong cái tình trạng rất là đẹp luôn. Phải nói là người chủ người ta dùng bảo quản cực kỳ là tốt các bác nhìn này. Từng con số nó vàng ươm này. Đấy các bác nhìn này. Bộ kim đặc trưng rồi đúng không các bác? Tên logo thương hiệu đầy đủ. Với cái bộ mặt số này thì em nhận xét đây là cái bộ mặt số nó còn đẹp trên 97-98%. Từng con số đều rất là đều màu nhau và cực kỳ là bắt sáng luôn. Rồi, đây sẽ là phần nắp nhá. Phần nắp thì vẫn được cài nguyên đằng hông thùng này. Chiếc này thì em về mà chỉ phủi bụi và kiểm tra châm dầu lại máy thôi. Đây, nắp đây các bác nhá. Nắp vàng cũng rất là đẹp, không có vết móc nhưng mà sẽ có một chút cái vết thời gian. Đấy, như để các bác này. Nói chung là cũng trong cái tình trạng hoàn hảo rồi. Chỉ sợ móp thôi. Nếu mà móp thì nó sẽ tạo ra những cái vết nõm, nhưng đây là không móp các bác nhá. Vẫn là một quả nắp đẹp này. Rồi, giấy tờ đấy các bác này. Đây, giấy tờ hướng dẫn cũng như giấy tờ mua bán của hãng còn nguyên các bác nhá. Thì những chiếc Rolex số nổi vàng này thì thường thì sẽ được sở hữu và mua bán vào khoảng năm 1957 các bác nhá. Một số chiếc em về trước đây đã có thông số ghi ở trên đây, nhưng chiếc này thì chưa có thông số các bác ạ. Rồi, gông thép xanh đen đang được khóa đây. Tháo luôn cái bộ máy cho các bác nhìn qua bộ máy nhá. Quan trọng là cái bộ máy đúng không các bác? Một cái bộ mặt số này, quá nét luôn đúng các bác. Rồi, bản đề còn sáng sáng nguyên màu thép các bác nhá. Đấy, chưa xuất hiện han gì hay xuống màu gì đâu. Chiếc này đối với Rolex chúng ta sẽ có hai thanh bắt chống máy, các bác phải tháo cả hai ra giúp em nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, gông thép xanh đen đây các bác nhá. Đó. Này lau qua một chút nữa thì phải nói với các bác còn cực kỳ đẹp nhá. Đó, bộ gông thép đây các bác này. Đặc trưng đúng không các bác? Đã là Rolex thùng bè thì phải là gông chữ T. Rồi. Còn bây giờ sẽ đến bộ máy các bác nhá. Rồi, có những bộ máy này. Một bộ máy vách đồng vàng, em nhận xét đây là bộ máy đã còn đẹp trên 95-96%. Thông số 37, ký hiệu đời máy 37, đặc trưng đúng không các bác? Đấy, những cái số seri còn nguyên này. Vách máy phải nói là quá xuất sắc và hoàn hảo luôn. Rồi, các bác nhìn những cái trục thép bên trên này. Đấy, những cái phần trục thép nó còn trắng sáng nguyên màu thép nhá. Những cái phần thép đen, xanh đen nào thì còn nguyên màu xanh đen luôn. Phải nói là đây là một cái bộ máy được người chủ người ta bảo dưỡng sử dụng rất là tốt luôn. Đấy, các bác nhìn này. Nồi cót thì vàng ươm nhá. Trục thép thì trắng sáng này. Gần như là không có điểm gì để chê. Đối với những bác nào mà thích chơi một chiếc đồng hồ côn cổ zin đẹp trong khoảng giá tầm từ 12 triệu thì chắc chắn không thể bỏ qua chiếc đồng hồ Rolex này được. Một chiếc Rolex số nổi vàng nhá. Số nổi vàng, thùng nu này, máy đẹp này, chuông tốt thì chắc chắn là các bác không thể bỏ qua. Bây giờ em xin được test nhanh qua tiếng chuông nhá. Em sẽ nắp tạm vào. Nắp tạm bộ máy vào, em sẽ treo lên và sẽ test cho các bác tiếng chuông. Test thử cho các bác một vòng tiếng chuông để các bác nghe luôn tiếng chuông nhá. Chuông trước này thì em nghe thử rồi, rất là tốt và hay luôn. Đối với Rolex số nổi vàng thì đây là một chiếc đồng hồ có tiếng chuông hay. Rồi, em sẽ mở khóa gông ra và treo đồng hồ lên thử chuông cho các bác nghe. Đấy, em sẽ nhờ kỹ thuật treo lên các bác nhá. Đây, các bác đợi em một chút, treo hoàn chỉnh lên và thử chuông cho các bác. Rồi, tạm thời thế thôi, không cần phải quá lắc. Cho các bác nghe tạm qua tiếng chuông nhá. Rất là mềm mại và ngân nga đúng không các bác, đặc trưng của bộ gông chữ T. Test thử cho các bác thế thôi. Rồi, chiếc đồng hồ này hiện tại đang có sẵn tại Văn Vọng Hà Nội các bác nhá. Các bác thực sự quan tâm thì hãy liên hệ theo số điện thoại 0912 011 947 để Văn Vọng hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi.